Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin người rằng: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do? Đức Giêsu trả lời: Thật tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi, còn các ông làm chứng. Các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói. Họ đáp: Cha chúng tôi là ông Abraham. Đức Giêsu nói: Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm. Họ mới nói: Chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cô, ông bà và anh chị em, có đi có lại mới toại lòng nhau. Cách đây hơn một tuần thì tôi cũng đã mời được mấy cha về trên bảng ba của chúng tôi để cũng làm y như ngày hôm nay. Đó là trang nghiệm lên cung quất tầm độ gần tiếng đồng hồ ở trên bảng ba, có nghĩa là vừa giảng, vừa nói và vừa thực hành cho giáo dân. Thì hôm nay chúng ta nhìn lên bàn thờ có bốn cha, đó là tứ quý, tứ trụ triều đình. Có cha quý là chủ tế, có cha sứ ông bà và anh chị em là cha nghiệm, mà cha nghiệm thì có kinh nghiệm rất là nhiều. Ngài đi từ trên chợ nội hay là ngọc lũ xuống đây là Ngài đã có kinh nghiệm truyền giáo trong những cái giáo xứ và giáo họ rất là nghèo của địa phận. Và Ngài đã đến một giáo xứ có thể là có độc nhất vô nhị, hay nói cách khác có 102 trong thiên hạ, không ai có lần thứ hai. Đó là giáo xứ Trung Quốc và Mỹ, Trung Kỳ. Ai đi qua chỗ này cũng phải ngửa mắt lên trời để nhìn hai cái cờ nó bay phất phới của hai nước giàu nhất thế giới, đông dân số nhất thế giới. Chưa có cái địa danh nào mà đẹp như ở Trung Kỳ của chúng ta. Tôi nói là tôi nói thật, không bao giờ tôi khen ai cả. Nếu mà khen ấy thì phải khen lúc khác, còn ở tòa giảng không nên khen. Khen nhiều khi chúng ta lại hiểu lầm, mà khen ấy thì chúng ta lại cứ tưởng là thật. Đường người ta đi thì nhìn thẳng vào cung thánh,
và ngược lại cung thánh nhìn thẳng ra đường, có nghĩa là tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Đấy là trung kỳ. Cha Du Xe Tạ Xuân Hòa cũng xuất thân từ trên Đồng Chiêm, là vùng núi giáp ranh với lại Hòa Bình. Cha Nghiệm cũng xuống đây từ trên Thạch Bích cùng hạt với chúng tôi. Cha Du Xe Vũ Đức Quý, chính xứ Nam Xá, cũng là cha xứ của tôi ở trên Gò Mu, cũng đã xuống đây được hơn một năm. Tôi với cha Nghiệm cùng chuyển về cái vùng này của chúng ta được 4 tháng 4 hôm, hết một rổ tăm rồi. Ngày mùng 1 tháng 12 là cái bài sai bổ nhiệm đã có hiệu lực. Cha Hòa, cha Nghiệm, cha Quý đi trước để mở đường dẫn lối cho tôi xuống. Tôi đi một phát từ trên Hòa Bình xuống tận Bảng Ba và Lý Nhân, 14 nhà thờ. Xin thề chưa bao giờ tôi ước mong được đến chỗ đó, nhưng càng không ước mong thì người ta lại càng bảo mình đến. Mà bài sai của Đức Tổng là sai đấy, nhưng mà về phải làm đúng. Bài sai bổ nhiệm mà. Cho nên hôm nay tôi không có giảng lời Chúa. Bây giờ là 7 giờ, tôi sẽ nói đến đúng 9 giờ tôi mới dừng. Đồng ý vô tay đi. Nếu mà tôi nói đến đúng 9 giờ thì tôi sẽ đặt cháo vịt cho ông bà và anh chị em mỗi người 2 bát. Nhưng mà không bao giờ tôi nói thế, bởi vì nói dai thì là thành nói dại mà mệt. Thì cha Hướng là cha phó của tôi cũng đã chia sẻ với ông bà và anh chị em. Trước khi chúng tôi ra ngồi tòa giải tội thì cha Luca đã giúp cho chúng ta 30 phút để xét mình. Ngài đã đi thẳng vào vấn đề, không có ngại ngùng, để cho chúng ta nhìn thẳng vào cái tội của mình, để chúng ta xét theo lương tâm của mình. Thiên Chúa là đầu, chúng ta là chi thể, mà đầu tốt rồi thì chi thể cũng phải tốt. Vậy thì Thiên Chúa của chúng ta là khuôn vàng thước ngọc, chúng ta đi theo Ngài thì chắc chắn chúng ta phải làm theo Ngài. Không thể nào người cha tốt mà người con có thể hư hỏng được. Sau đó cha Luca đã giúp cho chúng ta 30 phút nữa, đó là giảng tĩnh tâm. Cho nên giờ này tôi chỉ có nói chuyện thôi, chứ không có giảng nữa. Giảng nhiều chúng ta nghe đã quen rồi. Giáo xứ trung kỳ của chúng ta lần đầu tiên lên xứ, và cũng lần đầu tiên có cha xứ tiên khởi là cha Du Xe Tạ Xuân Hòa. Cha tiên khởi thứ hai là cha Du Xe Nguyễn Thực Nghiệm, mà cha thứ ba nữa là tôi đấy. Bố tay đi. Tôi lừa thế mà cũng vỗ tay. Bởi vì tôi đã ở đây rồi, không bao giờ được ăn lại của trang nghiệm nữa. Mà tôi mới trang nghiệm sẽ phải chuyển lên tòa giám mục để làm gì? Làm giám mục. Vỗ tay tiếp cho nào. Thưa ông bà và anh chị em, làm giám mục khó lắm, đừng có đùa. Có phải ai cũng muốn đâu mà được đâu. Hàng trăm hàng nghìn linh mục chỉ chọn lấy một người thôi. Cái người đó là phải có cách để mà lãnh đạo. Chúng tôi làm cha xứ cũng chỉ là người đến để trông coi nhà thờ, giúp cho đức giám mục của địa phận. Và hội đồng mục vụ là những người cánh tay nối dài của cha xứ, là trung gian giữa cha xứ và ông bà và anh chị em. Chúng ta phải hiểu và chúng ta thông cảm cho hội đồng mục vụ ở chỗ đó. Trưởng các hội đoàn cũng vậy, làm trung gian giữa cha xứ và thành viên của mình. Đừng bao giờ chúng ta ngại ngùng nhận mình là người có đạo. Khi chúng ta là người có đạo rồi thì cố gắng hết sức có thể để chúng ta sống, giới thiệu đạo của chúng ta cho những người anh em của mình. Công ty, xí nghiệp, trường học, chợ búa, cơ quan, tất cả chúng ta đều đem Chúa đến cho họ. Chúng ta không ngồi ở ngã ba, ngã tư, ở tòa giảng để chúng ta nói Chúa cho họ, nhưng bằng cách sống
nết na thùy mị và nụ cười thân thiện của chúng ta, thì chính chúng ta đã đem Chúa đến cho những người chúng ta gặp gỡ. Tôi đi buôn bán thì phải có lời, thuận mua vừa bán. Đừng bao giờ gian dối và đừng bao giờ giả dối với anh chị em của mình. Thưa ông bà và anh chị em, tất cả chúng tôi với ông bà và anh chị em nói rất là dễ, nhưng thực hành nó mới là khó. Vì thế cha Luca cũng đã giúp cho chúng ta 30 phút để chúng ta phân định đâu là tội, đâu là không tội. Ví dụ một em thiếu nhi thấy có người bạn của mình không có phương tiện là xe đạp để đi học, và người bạn rất là tốt, muốn giúp cho bạn của mình có phương tiện là xe đạp để đi đến trường, đỡ phải mệt, thì người bạn này lại đi ăn trộm xe đạp của người khác đưa cho bạn của mình, thì việc đó là không được. Ý hướng thì tốt, nhưng việc làm thì xấu. Cho nên chúng ta phải chọn lựa và phân định lấy cái việc của chúng ta làm. Nhìn mày thì tốt cho tao, làm cho bay thì hay cho tao, cơm sôi bớt lửa thì nào có khê, một sự nhịn thì chín sự lành. Trong gia đình của chúng ta, tôi và các cha cũng đều xuất thân từ trong gia đình, có ông, có bà, có cha, có mẹ, có anh, có chị, có em, đều có kinh nghiệm đó hết. Và hơn ai hết, ông bà và anh chị em là những người đang sống bậc gia đình, có vợ, có chồng, có con cái. Nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, thì cố gắng để nhịn nhục. Lúc nào người vợ của mình, người chồng của mình hoàn hồn lại, thì chúng ta mới chân thành đơn sơ để góp ý sửa đổi và bổ sung thêm cái tội, giúp cho người chồng và người vợ và cho con cái của mình nhìn ra cái lỗi của mình. Mà cái lỗi của mình đó là cái tôi, mà thường cái tôi thì là ích kỷ, cái tôi hưởng thụ, cái tôi cá nhân, cái tôi bản năng và cái tôi nhỏ nhen. Tôi đố ông bà và anh chị em và các con thiếu nhi, trong hai điều, điều nào dễ nhất và điều nào khó nhất, ai nói đúng sẽ có thưởng 500.000, cha xứ sẽ cho. Hỏi lại, có hai điều, điều nào dễ nhất và điều nào khó nhất? Bởi vì hôm nay giáo xứ trung kỳ của chúng ta đã bớt chút thời giờ vàng ngọc của mình đấy để đến đây để xưng tội, nghe giảng tĩnh tâm và tham dự thánh lễ. Mà người Công giáo của chúng ta đó, thánh lễ là chóp đỉnh, là quan trọng nhất của người Kitô hữu. Vậy thì xin hỏi trong nhà thờ, trừ ba cha ra, điều có hai điều, điều nào là dễ nhất và điều nào là khó nhất? Đúng sẽ có 200.000, sai sẽ mất 100.000. Ai giơ tay? Sai đâu thì sửa đấy, luật sửa đổi bổ sung rồi. Thiếu nhi đâu con? Đâu? À cái này rõ hơn. Đâu ai nói đúng? Điều nào dễ nhất và điều nào khó nhất? Có hai điều. 500.000 liền luôn, nhanh còn chậm hết, khẩn trương. Được ăn cả ngã về không? Không bao giờ chấp phạt lần hạt cái câu trả lời này. Hỏi ông trùm có biết không? Thưa con không biết, ông nói rõ rồi. Bà quản đâu? Giơ tay, bà quản đâu rồi? Hỏi bà quản có biết hai điều đó là điều gì không? Nói đi, đứng lên. Hai điều nhé, một điều dễ nhất và một điều khó nhất. 500.000 nếu mà đúng, trang nghiệm chuẩn bị về lấy tiền. Dạ con thưa quý cha và cộng đoàn, là dễ phạm tội nhất và khó tha tội nhất ạ. Dễ phạm tội và khó tha tội. Nào cùng vỗ tay, nào cùng vỗ tay, cho quả tim nối kết quả tim, cho con người biết yêu con người. Đúng rồi. Trải nghiệm có mang tiền không? Mang không?
ông chùm cho tôi vay 500.000, tí nữa vào tôi lấy, tôi trả ông 520. Đưa ông áo cộc cho tôi vay 500.000. Đã làm phải nói là phải làm. Cảm ơn bà quản, vỗ tay một lần nữa. Cái điều thưa ông bà và anh chị em là người Công giáo ấy, là người Kitô hữu ấy, có hai điều dễ nhất, một điều dễ nhất và một điều khó nhất. Dễ nhất đó là chúng ta phạm tội, phạm tội bất phục tùng với Thiên Chúa, phạm tội bất hiếu với cha mẹ, phạm tội ăn tục nói phét, phạm tội nói tục chửi bậy, ăn gian bán lận, phạm tội nói dối, phạm tội lấn đất đai, quay đê lấn biển, phạm tội vứt rác trong nhà hàng xóm, gà lợn chết ném mẹ xuống ao nhà hàng xóm, vớ va vớ vân. Đấy là phạm tội đấy, dễ nhất mà. Người ta đặt cái biển đó là cấm đổ rác, ông bà và anh chị em cho hẳn vào tải, trong đấy toàn bỉm sữa con nhà mình, lại lập luận bảo tôi đặt rác đấy, tôi không vứt. Đấy là tội đấy, dễ nhất. Mà vứt rác chỗ nào khuất nhất là chúng ta dễ vứt, đúng không? Đừng bao giờ chúng ta làm cái điều tà bậy đó. Đừng bao giờ chúng ta ước muốn phạm tội. Mà phạm tội thì mất đi cái sự bình an trong tâm hồn. Khó nhất là sự tha thứ. Tha thứ mà không có yêu thương, yêu thương mà không tha thứ thì chỉ là chóp lưỡi đầu môi. Chính Chúa Giê-xu đã nói và đã bảo với chúng ta rồi, mến Chúa mà không yêu người thì bỏ nó đi, yêu người mà không mến Chúa thì cũng vứt đi. Khôn ngoan phải đạo đức, nó đi liền với nhau. Có đức mà không có tài thì giống như quan tài không có xác. Có tài mà không có đức thì có sức cũng chẳng có cái mà ăn. Đấy là chúng ta khó nhất. Tiếc bỏ mẹ đi, mất 500.000. Cha xứ cười tươi lắm, yên tâm, đơn giản cái này. Cảm ơn bà quản, nổ một tràng pháo tay nữa. Đấy, thiếu nhi một lần nữa cha dặn lại thiếu nhi, ai hỏi lại câu này đứng hết cả nhà thờ lấy luôn nhé. Dễ nhất đó là phạm tội đó là bỏ học, cãi giả ông bà cha mẹ, đánh game điện thoại, mách tục chửi bậy, lười đi lễ, bỏ đọc kinh. Đấy là dễ nhất là phạm tội. Còn khó nhất là sự tha thứ cho người bạn ăn trộm bút của mình này, người bạn chửi mình này, người bạn đánh mình này, mình lại chơi lại thì khó để mà tha. Vỗ tay một lần nữa đi thiếu nhi không. Kính thưa quý cô bà và anh chị em, hết 11 phút rồi. Đấy là những cái mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau rất là thực tế. Nhiều khi chúng ta cứ tìm tòi ở đâu đó những lời hay ý đẹp để chúng ta nịnh bợ nhau ấy, thì sống như vậy là giống như con dao hai lưỡi, hay là hai mặt như một đồng tiền. Đừng bao giờ chúng ta khúm núm trước những người khác. Đấy không phải là kiêu ngạo. Đừng bao giờ chúng ta sống nịnh bợ. Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, lươn lẹo luồn lách lại lên luôn, bảy từ. Bên này thì vế này, bên kia thì vế này, 274 từ. Nhớ câu đấy. Thật thà thẳng thắn thì thua thiệt. Là người Công giáo là thua thiệt, không có địa vị gì trong xã hội đâu. Lươn lẹo luồn lách lại lên luôn, sống lươn lẹo luồn lách, khúm núm chạy trọt, mua quan bán chức, vứt hết. Quan một thời, dân vạn đại, nhà chúng ta có nóc, đó là nguồn gốc ông bà cha mẹ, có chỗ để chúng ta trở về. Thì đừng bao giờ chúng ta làm điều gì khuất tất với bản thân của mình. Tôi là phải nói lại thưa ông bà và anh chị em, chia sẻ đấy. Nói nó rất là dễ, từ miệng xuống vai rất gần,
từ vai xuống tay rất là gần. Trong cái quảng cáo cà phê ấy, 3G ấy, đứng dậy mà đi, đi rồi sẽ đến. Đứng dậy mà đến nhà thờ tham dự thánh lễ, cứ đi rồi sẽ đến gặp được Chúa. Còn cứ ươn hèn, ỷ lại, lười biếng, nhếch nhác, bẩn thỉu thì không bao giờ chúng ta có được sự bình an và ơn cứu độ. Chúng ta có một cái con virus, nó luôn luôn mê hoặc chúng ta. Không phải là chị Vũ Hán đâu, không phải là Corona Atit đâu, mà là cái con virus lười đấy. Nó luôn luôn cám dỗ mê hoặc chúng ta. Mùa đông thì bị con chăn 18 cân nó nuốt. Hay nói như cái ngôn ngữ của ông bà và anh chị em ngoài xã hội, đó là con chăn 37 độ đấy, nó nuốt. Đến chuông rồi, thôi chuông thì cha làm, tôi cứ ngủ đã. Hỡi ôi linh hồn tôi, cứ ngủ cho nó béo. Đấy là lười biếng, nhếch nhác, bẩn thỉu đấy. Tâm hồn không trong sạch. Ông cha bà sơ cũng vậy, cũng là con người. Tại sao chúng nó ngu vậy? 3:30-4 giờ phải dậy, đọc kinh cầu nguyện cho dân chúng, dâng lễ, phục vụ. Lúc này chúng tôi xuống, tôi mới cho hướng xuống trang nghiệm đội cái mũ ve sầu này này, đi xuống giáo họ chết tiệt gì chứ này, giáo họ gì ngay đây này, để xem. Và đang có tiền từng đấy thôi, đừng có bôi quá đấy, để làm trong cái khuôn phép đấy thôi. Đấy, tính toán đấy. Làm cha xứ đâu dễ đâu. Làm dâu nghìn họ chứ không phải trăm họ nữa cơ. Tôi không có muốn biện minh cho cái mà chúng tôi làm. Công nhận là Đức Tổng hôm nọ về bảng 3 tôi ngủ, Ngài có nói như thế này. Hay nhỉ. Các cha như là một con ong thợ vậy, cứ sáng ra chui khỏi tổ, đi kiếm mật về nhét hết vào cái hình lục lăng đó, đầy mật xong vít nắp để dành đó. Các cha nhà mình đi đến đâu cũng vậy. Ông cha này đang làm giờ, ông cha kia lại tiếp tục tìm kiếm đồng tiền để lại bôi vào làm cho bằng được, sau đó lại chuyển đi nơi khác. Có những cha vừa làm nhà mục vụ 3 tầng, điều hòa chưa được bật, cũng em thuyên chuyển đi chỗ khác rồi. Tiếc không? Theo khía cạnh của con người, tiếc bỏ mẹ đi chứ lại không. Mình ở đây bao nhiêu năm gầy dựng, chưa được ở, chưa được khánh thành, nó chuyển mẹ rồi. Cái từ mẹ ở đây là nó nhẹ nhàng đấy, chẳng thanh không phải tục đâu nhá. Đừng có bảo là cha nói tục cha con nhá. Từ mẹ ở đây là cha nói mẹ là mẹ của cha ấy. Bởi mẹ của cha ở xa, cha không về thăm được, thì cha cứ nói mẹ của cha để cho cha nhớ. Thế thôi. Chuyển hết. Sau đó đến chỗ khác lại bắt đầu. Chúng ta ở đây có hát thuộc cái bài Bạc Trắng Tình Đời không? Cứ cha nào chuyển đi chỗ khác là chưa dám bỏ hết đồ ra đâu, là phải thà là mình bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Thôi chẳng nợ gì nhau, thế là bắt buộc lại phải làm quen cái chỗ mới đến. Trải nghiệm được 4 tháng 3 ngày 5 ngày rồi, bắt buộc phải quen, không quen không được. Không quen hội đồng mục vụ đuổi đi hay là giáo dân bảo không được. Đấy thưa ông bà và anh chị em, đấy là những cái ví dụ rất là thực tế đấy. Rồi lúc nãy cha Luca cũng có nói đấy, ai chẳng phạm tội. Từ Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y, Đức cha, các sơ, cuối cùng đó là giáo dân, ai cũng phạm tội. Chúa Giêsu nói với chúng ta rõ ràng rồi, ai bảo là mình vô tội là người nói dối với lương tâm của mình. Dù nhiều dù ít, nhưng phạm tội trong hoàn cảnh nào. Cho nên nhắc lại cái điều bà quản lấy tôi 500 đấy, có 2 điều. Một điều dễ nhất đó là phạm tội thì đừng bao giờ muốn phạm tội, đừng bao giờ ước ao muốn của người khác, đừng bao giờ đứng núi này trông núi nọ. Cái điều khó nhất là sự tha thứ, mà chính Chúa Giêsu là khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta, mà chúng ta chuẩn bị bước vào tuần thánh tới đây.
Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu, lúc mà Ngài cầu nguyện đổ mồ hôi máu đó đấy: lạy Cha, nếu có thể được, xin Cha cất chén đắng này khỏi con, nhưng xin theo ý Cha, đừng theo ý con. Hoàn toàn Đức Giêsu Kitô của chúng ta tín thác đời của mình trong bàn tay yêu thương của Đức Chúa Cha nhân từ. Và trước khi chết trên thập giá, chút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu đã nói câu đó mà ai trong chúng ta là người có đạo đều thuộc câu đó: lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Ngài chút hơi thở nhẹ nhàng. Kính thưa quý cụ ông bà và anh chị em, đừng bao giờ chúng ta nuôi tội của người khác trong con tim của mình. Nó sẽ tổn thọ rất là nhanh. Cái câu mà chúng tôi hay đọc trong Thánh Vịnh ấy: đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Ông bà và anh chị em là những bậc vợ chồng sống với nhau trong gia đình đấy, thiếu nhi cũng phải học thuộc câu đấy: đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Sáng ra vợ chồng hục hạc với nhau, chiến tranh lạnh, ăn cơm trưa nhẹ nhàng đi. Giống như cha phó lúc nãy bảo, đền tội là cái gì? Tối về bảo nó ôm hôn cho nó cái là xong, đền tội. Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Xong rồi ăn cơm tối bảo, thôi anh ơi, hôm nay em xúc phạm đến anh, em thấy anh buồn thỉu ấy, buồn thiu, thôi em xin lỗi cho nó lành. Xin thì anh tha, không tha thì anh cứ ôm hận để anh chết đi. Vợ cũng vậy, thấy chồng của mình uống rượu chè cờ bạc, nhẹ nhàng thôi, từ từ bình tĩnh thôi. Để là cái từ nhúc nhắc đấy, cứ từ từ đợi lúc nào tỉnh đã. Nếu không tỉnh muốn uống rượu khác thì ông bà và anh chị em nhà nào có điếu, đổ nước điếu cho nó uống, nó chặt nó biết ngay mùi đời. Rồi đến lúc chồng tỉnh đã, bắt đầu mới góp ý chân thành, đơn sơ thôi. Đừng bao giờ thấy người ta bực bội và đổ dầu thêm lửa. Chúng ta có kinh nghiệm hơn ai hết. Đang đi làm về mệt bỏ mẹ đi, con cái: bố ơi mẹ ơi, cho con 5 triệu tiền đóng học. Cút hết tiền rồi. Lúc bố mẹ đang vui ấy, xin thì cái gì bố mẹ cũng cho. Xin nửa quả đất để bố mẹ cũng cho. Đấy, phải hiểu được tâm sinh lý của vợ, của chồng, của ông bà, của cha mẹ mình và con cái đấy. Thì thưa bà và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ này, chúng ta noi gương bắt trước Cha Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh của chúng ta. Ngài đã trung thành, Ngài chịu chức rất là muộn, năm mươi mấy tuổi Ngài mới chịu chức. Ngài bỏ cả quê hương ở Thanh Hóa, ra ngoài Bắc của chúng ta, ở với chúng ta, đi truyền giáo, rồi cuối cùng bị bắt và bị giết chết tại hộ Bảy Mẫu ở Nam Định. Trung thành giữ vững ơn gọi của mình, thà chết chẳng thà bỏ đạo, thà chết không thèm nói dối, thà chết không thèm phạm tội. Mà nói dối là phạm tội đấy. Cho nên Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là địa phận của chúng ta, rất là nhiều gương các thánh tử đạo là anh hùng để bảo vệ đức tin chân chính. Thì chúng ta là con cháu của các ngài, cố gắng muốn hay thì muốn giấy rách thì giữ lấy lề, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Các thánh tử đạo đã đổ máu đạo để minh chứng đức tin cho chúng ta. Mà Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh là chết từ thời vua Tự Đức, vua Minh Mạng. Thằng con lên thay cho vua Thiệu Trị rất là độc ác, ra một đặc ân ân xá, nhưng thả ông cha ra, nhưng ông cha cũng lại tiếp tục bị một chánh tổng lý trưởng bắt để giam ngục, cuối cùng cũng chết. Bởi vì Ngài không có nói dối. Cho nên thưa ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta có một cái điều rất là hạnh phúc. Cha Giuse Nguyễn Thực Nghiệm của ông bà và anh chị em cũng đã rất là thực tế để mời chúng tôi đến đây để chia sẻ với ông bà và anh chị em, để giúp cho chính chúng tôi học được nơi ông bà và anh chị em có một cái rất là đặc biệt, giúp lễ mọi người thiếu nhi rất là gọn gàng nề nếp. Ai dạy cho chúng ta? Thưa, đó là phải có nóc, nhà phải có nóc. Muốn được một công dân tốt, một người Kitô hữu tốt, là xuất thân từ gia đình cho đến giáo xứ. Mà cái người đứng đầu là cái người phải biết cách để mà giáo dục con cái của mình. Thì ông bà và anh chị em là người cộng tác với cha xứ, ông bà và anh chị em
cho giáo xứ trung kỳ của chúng ta thay ra đổi thịt để chúng ta giới thiệu Chúa cho anh chị em của mình trong xã hội 4.0 ngày hôm nay. Xin Chúa chúc lành qua lời chuyển cầu của Thánh Phaolô Linh Mục Lê Bảo Tịnh cho cha xứ, cho quý cụ ông bà và anh chị em tại giáo xứ trung kỳ luôn biết có tấm lòng quảng đại, yêu thương nhau, hiệp nhất nên một, và đừng bao giờ ước muốn phạm tội, nhưng hãy tha thứ thì được thứ tha. Amen.